đây em đến. Lấy tín hiệu từ con vang kia. Test con âm ly GVC gửi cho bác khách kìa. Yên Lập, Phú Thọ. Yên Lập hay Tân Lập thì... nỗi xót xa riêng một mình ta khi đã ra từ. Người yêu ơi xin hãy quên mong mấy trái loa cho bao đớn đau. Đúng không? Tháng ngày xa nhau rồi cũng phai. Ngày vui đã qua, giờ đây em.